Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các em học sinh. Ở bài học trước thì các em đã được học về tính chất của phi kim và mình đã được biết là clo là một nguyên tố phi kim. Vậy thì clo có đầy đủ những tính chất của phi kim không? Ngoài ra thì nó còn có những tính chất nào khác nữa không? Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu kỹ hơn về clo qua bài 26 clo. Trong bài 26 này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về tính chất vật lý, tính chất hóa học của clo, điều chế và ứng dụng của clo. Và cuối cùng là cô sẽ hướng dẫn các em làm một số bài tập vận dụng. Đầu tiên là về tính chất vật lý của clo, thì các em hãy quan sát vào hình ảnh này. Đây là một bình đựng khí clo. Thì ở điều kiện thường, clo là chất khí và nó có màu gì nhỉ? À, nó có màu vàng lục. Ngoài ra thì nó còn có mùi hắc nữa. Và chú ý cho cô là clo là chất khí này. Nó có màu vàng lục và nó có mùi hắc. Khí clo thì nặng gấp 2,5 lần không khí. Và người ta đã tính như thế nào? Người ta dựa vào tỷ khối của khí clo so với không khí sẽ được tính bằng M lớn, được chưa nhỉ? Phân tử khối của khí clo chia cho 29 là phân tử khối của không khí. Trong đó clo là 35,5. Nguyên tử khối của clo là 35,5 nhân với 2 lên. 2 này, 2 clo này chia cho 29 và bấm máy thì ra xấp xỉ 2,5. Đó, vì thế là kết luận là clo, khí clo nặng gấp 2,5 lần không khí. Ngoài ra thì clo còn tan được trong nước và chú ý là clo là một khí độc. Đó, khi mà mình tiếp xúc với clo thì chúng ta cần phải mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang một cách cẩn thận. Bởi vì sao? Khí clo là một khí độc, khi mà mình hít phải clo này thì nó sẽ gây tổn thương niêm mạc mũi và khi mà hít vào phổi thì còn có thể gây phồng rộp phổi này, suy yếu phổi này, các bệnh suy hô hấp và những cái bệnh, những cái biến chứng nguy hiểm khác. Đấy, nên là chúng ta phải chú ý clo là một khí độc. Chưa nhỉ? À, ở bài học hôm trước chúng ta đã được học về tính chất hóa học của phi kim. À, sau đây chúng ta sẽ cùng nhớ lại một chút xem là phi kim có những tính chất hóa học nào nhá. À, phi kim có 3 tính chất hóa học chính, đó là tác dụng với kim loại này, tác dụng với hydro và tác dụng với oxy. Tác dụng với kim loại thì người ta chia ra là oxy tác dụng với kim loại và nhiều phi kim khác tác dụng với kim loại. Tác dụng với hydro người ta cũng chia ra là oxy tác dụng với hydro thì sẽ tạo thành hơi nước và những phi kim khác thì tác dụng với hydro tạo thành hợp chất khí. Ngoài ra còn có tính chất phi kim tác dụng với oxy nữa. À, vậy hôm nay thì mình xét clo. Clo là thuộc cái phi kim khác rồi, không phải là oxy đúng không? Vậy thì mình có thể bỏ qua oxy đi nhá. Vậy thì sẽ còn là gì nhỉ? Tác dụng với kim loại. Tác dụng với kim loại tạo thành muối, tác dụng với hydro tạo thành hợp chất khí và tác dụng với oxy tạo thành oxit axit. Vậy sau đây mình sẽ cùng đi nghiên cứu xem là có đúng là clo có đầy đủ 3 tính chất này không? Được chưa nhỉ? Rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về tính chất đầu tiên, đó là tác dụng với kim loại. Người ta đã làm thí nghiệm như sau này: đốt nóng dây đồng và cho dây đồng đang nóng đỏ vào bình chứa khí clo. Thì thấy là dây đồng cháy sáng lên, cháy sáng lên và tạo thành hợp chất mới, đó là muối đồng 2 clo. Và bên dưới là người ta có một lớp cát. Tại vì sao lại có một lớp cát phải đặt ở bên dưới bình? Là bởi vì sao nhỉ? Khi mà dây đồng cháy sáng và cái vụn sẽ bị rơi xuống dưới đáy bình. Đấy, thì sẽ có thể gây nên là làm gì nhỉ? Gây nên vỡ bình, nóng vỡ bình, được chưa? Vì thế nên người ta phải đặt một lớp cát ở bên dưới. Đó, tránh cái hiện tượng là bình sẽ bị vỡ. Đó, và vậy thì cái phương trình hóa học của phản ứng xảy ra giữa đồng và khí clo như sau này. Kim loại đồng phản ứng với khí clo tạo thành một hợp chất mới, đó là muối clo. Và muối này mình sẽ đọc là muối đồng 2 clo. Đồng 2 clo. Đồng 2 clo. Ngoài ra thì những phi kim khác cũng phản ứng. Cái này chúng ta cần phải nhiệt độ nha.
những vi kim khác cũng, những kim loại khác cũng phản ứng với clo tạo thành muối. Muối FeCl3 chúng ta sẽ đọc là muối sắt 3 clo. Hay là natri phản ứng với clo tạo thành natri clo. Một ví dụ nữa như là nhôm này. Nhôm phản ứng với khí clo sẽ tạo thành nhôm clo. À vậy thì từ đây mình rút ra được một tính chất của clo giống với tính chất của những phi kim khác, đó là clo sẽ phản ứng với kim loại để tạo thành muối clo. Và chú ý cho cô là muối có hóa trị cao nhất. Ví dụ như là đồng và sắt thì đồng có hai hóa trị, đó là hóa trị 1 và hóa trị 2. 1 và 2. Được chưa? Vậy thì nó sẽ phản ứng tạo thành muối có hóa trị cao nhất. Sắt cũng thế, sắt có hóa trị 2 và 3. Thì phản ứng sẽ tạo thành muối sắt 3. Và khi mà kim loại có nhiều hóa trị thì chúng ta gọi tên, chúng ta phải kèm theo hóa trị vào đằng sau nhá. Đó. Rồi, vậy thì tính chất đầu tiên của phi kim đó là tác dụng với kim loại. Chúng ta sẽ cùng xem là clo có tính chất của phi kim nữa, đó là tác dụng với hydro không nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xét một tính chất hóa học nữa, nó giống với tính chất hóa học chung của phi kim, đó là tác dụng với hydro. À vậy thì ở bài hôm trước thì cô đã hướng dẫn các em phân tích thí nghiệm về phản ứng của clo, khí clo với khí hydro rồi. Thì người ta có này, khí clo phản ứng với khí hydro tạo thành một hợp chất khí có tên gọi là hydrochlorua. Hydrochlorua. Đó. Và khí hydrochlorua này tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clorhydric. Đó, và chú ý về tên gọi. À, các bạn còn nhớ về tên gọi không nhỉ? HCl. Ở dạng khí thì chúng ta gọi tên là hydrochlorua, và tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch thì mình gọi là axit clorhydric ở dạng dung dịch. Nha, chú ý về tên gọi của HCl. Rồi, vậy thì clo đã phản ứng với kim loại rồi, phản ứng với hydro rồi, và còn một tính chất nữa đó là phản ứng với oxy thì sao? À, vậy chú ý cho cô là khác với những phi kim khác là clo sẽ không phản ứng trực tiếp với oxy. Và bởi vì là clo là một phi kim hoạt động hóa học mạnh, và chú ý sau phần này thì mình sẽ nhận xét là clo là một phi kim hoạt động hóa học mạnh, được chưa nhỉ? À, vậy thì mình đã xét những tính chất chung của phi kim đó, vậy thì clo còn những tính chất nào khác nữa không? Chúng ta sẽ cùng đi xét tiếp nhé. À, ngoài những tính chất hóa học chung của phi kim thì clo còn có tính chất hóa học khác, đó là clo có thể tác dụng được với nước. Khi mà người ta làm thí nghiệm như sau này, sục clo vào trong cốc nước đó, và mình sẽ thấy là điều gì xảy ra. Hiện tượng xảy ra ở đây là dung dịch nước clo có màu vàng lục, tức là clo tan trong nước và dung dịch có màu vàng lục và có mùi hắc cũng giống với mùi của khí clo. Rồi, sau đó người ta nhúng màu giấy quỳ tím vào thì thấy là quỳ tím chuyển màu đỏ. Quỳ tím chuyển màu đỏ nhưng sau đó lại mất màu ngay. Chúng ta quan sát là mất màu, đầu tiên là có màu đỏ, sau đó là sẽ mất màu ngay. Mất màu ngay. Đó. Vậy thì ở đây clo khi mà sục vào trong nước thì đã xảy ra một phản ứng hóa học như sau này. Khí clo đã tác dụng với nước tạo thành hợp chất mới, đó là axit clorhydric và axit hypochlorite. Khi đó thì axit clorhydric lại có khả năng phản ứng với axit hypochlorite tạo thành clo và nước. Đó, nên là phản ứng này sẽ là phản ứng hai chiều. Chưa nhỉ? Phản ứng hai chiều. Và axit clorhydric chúng ta
đã biết đọc tên rồi đúng không? Và axit này có tên gọi là axit hypochlorous. Axit hypochlorous. Và các em có biết là tại sao cái quỳ tím chuyển đỏ sau đó lại mất màu ngay này không? Tại sao nhỉ? Đều là axit đúng không? Tạo thành dung dịch axit thì sẽ làm quỳ tím chuyển đỏ rồi. Vậy tại sao quỳ tím lại mất màu ngay? À, vậy thì chú ý cho cô như sau này. Cái axit hypochlorous này là một axit có tính oxy hóa mạnh và nó phá vỡ những cái cấu trúc màu, hay mình còn gọi là nó có khả năng tẩy màu. Đó, có khả năng tẩy màu. Vì thế nên là quỳ tím chuyển thành màu đỏ, sau đó là bị mất màu ngay, là do axit hypochlorous này. Và chú ý cho cô là trong nước clo, bởi vì phản ứng này là phản ứng thuận nghịch, đúng không? Vì thế nên là trong nước clo thì có tồn tại cả clo, cả nước, cả axit chlorhydric và cả axit hypochlorous. Đó, chú ý về cái phản ứng của clo tác dụng với nước này nha. Rồi tiếp theo, một tính chất khác nữa của clo đó là clo có thể tác dụng được với dung dịch natri hydroxit. Khi người ta cho clo vào dung dịch natri hydroxit, phản ứng sẽ tạo thành muối natri clo, natri hypochlorite và nước. Và cái sản phẩm này, hỗn hợp này là hỗn hợp của nước gia ven. Nước Javel có thể dùng trong gia đình của chúng ta để tẩy trắng quần áo, được chưa nhỉ? Tại sao lại như thế? Bởi vì natri hypochlorite này cũng có tính tẩy màu tương tự như là axit hypochlorous mình vừa học ở phần trước. Là do là natri hypochlorite là chất oxy hóa mạnh. Đó, nên là nó có tính tẩy màu. Đó, vì thế nên là nó được ứng dụng là nước Javel, mà người ta gọi cái hỗn hợp này là nước Javel. Và một chú ý nữa đó là khi mà clo phản ứng với natri hydroxit ở nhiệt độ thường thì sẽ tạo thành nước Javel. Đó là đây là natri hypochlorite. Nhưng clo phản ứng với dung dịch natri hydroxit ở nhiệt độ cao sẽ tạo thành natri hypochlorite, không tạo thành natri hypochlorite nữa. Và sản phẩm của nó là natri clo, natri hypochlorite và nước. Đó, chúng ta chú ý khi mà bài tập có thể là cho điều kiện nó là ở nhiệt độ thường hay là ở nhiệt độ cao thì chúng ta sẽ phải chú ý là cho ra sản phẩm gì. Đấy chưa nhỉ? Clo tác dụng với dung dịch natri hydroxit cũng là tính chất hóa học cuối cùng của clo trong bài học của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì sau cái phần này chúng ta đã được tìm hiểu về những tính chất của clo tương tự như những phi kim khác, đó là gì nhỉ? Đó là tác dụng được với kim loại này, tác dụng được với hydro, nhưng tuy nhiên thì clo không phản ứng trực tiếp được với oxy. Và ngoài ra clo còn có tính chất hóa học khác, đó là clo có thể tác dụng được với nước và tác dụng được với dung dịch NaOH. Vậy là mình đã được tìm hiểu về các tính chất hóa học của clo. Các em phải nhớ kỹ những tính chất hóa học này nha. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về những ứng dụng của clo trong đời sống hàng ngày. Thì clo có tính chất là khử trùng nước sinh hoạt, tẩy trắng vải sợi hay là bột giấy. Đấy, khi mà clo phản ứng với nước thì sẽ tạo thành axit hypochlorous và có tác dụng tẩy màu. Hay là điều chế nhựa PVC, chất dẻo, chất màu, cao su. Và điều chế nước da ven clorovôi. Được chưa nhỉ? Khi mà phản ứng với dung dịch natri hydroxit sẽ tạo ra nước da ven, và tương tự phản ứng với dung dịch canxi hydroxit sẽ tạo thành clorovôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về phương pháp điều chế khí clo. Thì người ta đã điều chế khí clo trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm như thế nào? Đầu tiên là việc điều chế clo trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp đó là đun nóng nhẹ dung dịch axit chlorhydric đậm đặc với các chất oxy hóa mạnh như là mangan dioxide hoặc là kali permanganate. Vậy là đun nóng nhẹ dung dịch axit chlorhydric đậm đặc, được chưa nhỉ? Và phương trình phản ứng xảy ra như sau này. Axit chlorhydric đậm đặc này phản ứng với mangan dioxide, có đun nóng nhẹ tạo thành mangan clorua, khí clo và nước.
Đó, chúng ta có thể quan sát vào đây. Đây là sơ đồ điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Thì người ta cho dung dịch axit clohydric đậm đặc chảy từ từ xuống bình cầu bên dưới đựng mangan dioxide rắn và đun nóng nhẹ sẽ tạo thành khí clo có màu vàng lục. Khí clo này được dẫn vào bình đựng dung dịch axit sulfuric đặc. Vậy các em có biết là cái bình đựng axit sulfuric đặc này có tác dụng gì không? À, axit sulfuric đặc có tác dụng là làm khô khí clo, nó hút nước mà, đúng chưa? Làm khô khí clo và khí clo khô sẽ được dẫn vào bình chứa khí clo. Vào bình chứa khí chúng ta thu được khí clo. Và chúng ta có thể quan sát là ở trên miệng bình thì người ta đậy bằng bông tẩm sút. Bông tẩm sút có tác dụng gì nhỉ? Bông tẩm sút, sút ở đây là natri hydroxide. Đúng chưa? Natri hydroxide có tác dụng là hấp thụ những cái khí clo dư để tránh cái việc là clo thoát ra bên ngoài gây độc hại. Đó, vậy thì chúng ta vừa học phản ứng đó là clo phản ứng được với natri hydroxide sẽ tạo thành chất khác và sẽ không làm clo thoát ra ngoài môi trường để làm gây độc hại nữa. Đó là phản ứng điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Và ngoài ra chúng ta có thể quan sát thấy phương trình của phản ứng. Khi đun nóng nhẹ dung dịch axit clohydric đậm đặc với kali permanganat sẽ tạo thành khí clo này, kali clorua, mangan clorua và nước. Vậy thì điều chế clo trong công nghiệp như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp đó là điện phân dung dịch natri clorua bão hòa có màng ngăn xốp. Đây là sơ đồ của thùng điện phân dung dịch natri clorua hay mình còn gọi là dung dịch muối ăn. Đó, ở thùng điện phân. Và ở đây là điều kiện của phản ứng này xảy ra là điện phân dung dịch và có màng ngăn xốp. Có màng ngăn có viết tắt là chữ MN. Khi mà natri dung dịch natri hydroxide điện phân và có màng ngăn sẽ tạo thành khí clo. Khí clo ở đây thoát ra ở cực dương và khí hydro sẽ thoát ra ở cực âm. Ngoài ra chúng ta còn thu được là dung dịch natri hydroxide nữa. Đó. Vậy thì mình đã được tìm hiểu về cách điều chế clo trong công nghiệp, điều chế clo trong phòng thí nghiệm. Và đây cũng là phần lý thuyết cuối cùng trong bài học của chúng ta ngày hôm nay. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi làm một số bài tập vận dụng để hiểu kỹ hơn nha. Bài tập vận dụng đầu tiên của chúng ta như sau này. Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lý hay hiện tượng hóa học? À vậy theo các em là khi dẫn khí clo vào nước thì xảy ra hiện tượng vật lý hay là hiện tượng hóa học nhỉ? Hay là cả hai hiện tượng? À vậy thì chúng ta nhớ lại cho cô một chút là ở phần học về tính chất vật lý của clo thì chúng cô có một gạch đầu dòng, đó là khí clo tan được trong nước. Và ở phần tính chất hóa học của clo là mình đã được học một tính chất, đó là khí clo có thể tác dụng được với nước, đúng không? Vậy thì câu này mình sẽ phải trả lời là gì nhỉ? Khí clo vào nước, khi mà dẫn khí clo vào nước thì sẽ xảy ra cả hiện tượng vật lý và cả hiện tượng hóa học nha. Chúng ta sẽ trả lời này. Xảy ra cả hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học. Rồi, sau khi đã kết luận là nó xảy ra cả hiện tượng vật lý và cả hiện tượng hóa học rồi thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích xem là hiện tượng vật lý ở chỗ nào và hiện tượng hóa học ở chỗ nào. Hiện tượng vật lý chính là clo được tan, clo tan được trong nước, đúng chưa? Đó là tính tan, là một tính chất vật lý rồi. Clo, khí clo tan trong nước. Đó là hiện tượng vật lý. Còn hiện tượng hóa học ở chỗ nào?
thì hiện tượng hóa học ở chỗ là gì nhỉ? Khí clo phản ứng được với nước. Phản ứng với nước. Khí clo phản ứng với nước. À vậy thì chúng ta nhớ lại luôn phương trình phản ứng là gì nhỉ? Là clo phản ứng với nước. Và phản ứng của chúng ta là phản ứng thuận nghịch. Mũi tên hai chiều tạo thành axit clohydric và axit hypochlorite. Đó, mình có nhớ không? Và axit hypochlorite này có tính oxy hóa mạnh nên là nó có khả năng tẩy màu. Được chưa? Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài thứ nhất rồi. Vậy rõ ràng là khi mà clo dẫn clo vào nước thì sẽ xảy ra cả hiện tượng vật lý và cả hiện tượng hóa học. Chúng ta nhớ nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng sang bài tập tiếp theo. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 2 với đề bài như sau. Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 gram kim loại, sinh ra 23,4 gram muối kim loại R, hóa trị 1. Muối kim loại hóa trị 1 đó là muối nào sau đây? Đáp án A, natri clorua. Đáp án B, kali clorua. Đáp án C, liti clorua hay là một kết quả khác. Vậy thì mục đích của chúng ta là sẽ phải tìm ra xem là cái kim loại R này là kim loại nào. À, được chưa? Vậy thì sau đây đầu tiên là mình sẽ cùng viết phương trình phản ứng đã nha. Cho một luồng khí clo này mà phản ứng với kim loại R. Vậy thì clo mình vừa học phản ứng với kim loại sẽ tạo thành muối clorua đúng không? Muối clorua, muối kim loại R này hóa trị 1. Vì thế nên có công thức của muối là RCl. Nha. Rồi, sau đây chúng ta sẽ cân bằng này. Có 2 clo nên là mình thêm 2 vào muối. Và thêm 2 vào R để R hai bên cân bằng nhau. Đó là chúng ta đã hoàn thành cái việc viết phương trình rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bài này chúng ta sẽ cùng phải lập một biểu thức để tìm ra M lớn của kim loại R. Mục đích của chúng ta sẽ tìm được nguyên tử khối của kim loại R là chúng ta sẽ biết được nó là kim loại nào. Được chưa? Rồi, vậy thì dựa vào phương trình thì mình thấy là số mol của R bằng số mol của muối RCl, đúng không nhỉ? Đều là 22 phản ứng. Đó, rút gọn đi là 11. Vậy là số mol bằng nhau nha. Rồi, chúng ta sẽ lập một biểu thức dựa vào số mol. Cô nhắc lại cho bạn nào quên công thức tính số mol này. Bằng M nhỏ chia cho M lớn. Được nhỉ? Vậy thì M nhỏ của R đề bài cho là 9,2 rồi. Chia cho M lớn của R, mình sẽ đặt là MR. Và tạo thành này, số mol của RCl thì sẽ bằng là khối lượng này, M nhỏ là 23,4. Chia cho M lớn của muối là gồm có MR cộng với 35,5. 35,5 của clo. Được chưa nhỉ? Vậy thì khi mà chúng ta giải cái biểu thức này ra, chúng ta tìm được MR thì chúng ta sẽ biết được R là kim loại nào. Vậy thì các em bấm máy giải ra thì sẽ tìm được là MR bằng 23 gram trên mol. 23 gram trên mol. Vậy 23 chính là nguyên tử khối của natri. Vậy thì R ở đây là natri và muối. Muối clorua chính là muối natri clorua. Được chưa? Natri clorua là đáp án A. Chúng ta sẽ chọn đáp án A. Rồi, các em đã hiểu cách làm bài này chưa? Rồi, chúng ta sẽ cùng sang bài tiếp theo. Bài tập số 3 với đề bài như sau. Cho 17,4 gram mangan dioxide, ký hiệu công thức hóa học là MnO2, tác dụng với dung dịch axit clohydric đặc dư và đun nóng, thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là. Để chúng ta sẽ phải tính toán để tìm ra các đáp án A, B, C, D này. Nào, bây giờ chúng ta cùng xem cái phản ứng này nó sẽ xảy ra như thế nào nha. Cho mangan dioxide này tác dụng với dung dịch axit clohydric đặc dư và đun nóng. Các em có còn nhớ phản ứng này là phản ứng gì không? À, phản ứng này chính là phản ứng điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Đó, chúng ta viết lại phương trình nào. Mangan dioxide MnO2 này cộng với axit clohydric đặc và cần phải đun nóng nhẹ
để tạo thành mangan clorua. Khí thoát ra ở đây chính là khí clo và nước. Và nước chúng ta sẽ cân bằng một chút, thêm 4 vào HCl và thêm 2 vào nước. Chúng ta để ý này, mangan ở hai bên đều có 1, clo ở đây có 4 clo và đây cũng 4 clo đủ nha. Hiđro 4, 2 x 2 là 4 và oxy 2 ở bên này cũng có 2 oxy rồi. Vậy chúng ta đã cân bằng xong cái phản ứng này. Rồi, vậy thì có 17,4 gam mangan dioxide. Chúng ta xử lý cái khối lượng này đã nha. Số mol của MnO2 sẽ bằng là m nhỏ chia cho m lớn. Công thức tính số mol dựa vào khối lượng. Ở đây là có 17,4 gam. Chia cho m lớn của mangan dioxide là có gì nhỉ? Mangan nguyên tử khối là 55. Mình cộng với 16 nhân với 2 nguyên tử oxy. Được chưa? Chúng ta bấm máy tính ra, chúng ta sẽ ra được 0,2 mol mangan dioxide. Vậy thì dựa vào phương trình chúng ta thấy này, cứ 1 mangan dioxide sẽ tạo thành 1 clo. Vậy thì phản ứng số mol của clo sinh ra bằng số mol của MnO2 và bằng 0,2 mol. 0,2 mol. Vậy thì tính thể tích bằng cách nào? Thể tích. Tính thể tích khi biết số mol là chúng ta sẽ lấy là số mol nhân với 22,4, đúng không? Vậy ở đây là có 0,2 mol. Chúng ta đem nhân với 22,4. Chúng ta sẽ được là 4,48 lít. 4,48 lít. Vậy thì thể tích khí clo thoát ra ở đây là 4,48 lít. Chọn đáp án A. À, vậy là bài này chúng ta sẽ phải nhớ được cái phản ứng của mangan dioxide cộng với axit clohydric tạo thành khí clo này. Được chưa? Bài tập số 3 cũng là bài tập cuối cùng kết thúc video bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em trong những video bài học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.